bích văn đà rịnh quạt trong chụp điệp xua tới lực rưu tha thuê đôi mệt đích đàn bay cùng ai chụp không ai bà chẳng chôn xin mưu đó lực rưu bà mà hết phương đường đấy cũng ai chụp không ai à đến đôi giờ bàn sau còn đại âm đắng bầu không ai ở đại lờ với những thứ khó thì mới không ai tới ấy anh được về cái lá mình nuôi dưỡng cho tạc lá lại tạc luôn ai vì ở miền ấy về cái lá tới ở xây nó lẹ phao nó cũng không ai chỗ nào chả mà nó người lốt cũng không ai chúng ta tức tiền nâng bên miền cả tí chơn với cả tí vì si trâu trâu cả khăm áo còn là cái trò bay bổ gặp khăm áo vì mình chẳng được à để đào về chẳng đỡ ô thọ xây gặp mọi lần mọi lần mọi tháng anh đằng vẫn cho ta chào anh lên men tiền của bà cha bà chẳng dương đầm bay mình ao chuông còn tha tí muối dương miền thô sầm ráp dương cà phê chỉ là lớp đào bột và thô và sang tư tôi bây giờ mà sản phẩm bọn tay sản đại tập bập hay cả lần ôi thôi dân tự pray để ấy cả sự đây pay nữa cả pay cả prurum những tôi ngặt mấy và cả pay prurum khai cho dân tới bọn tay là lực đạo bọn tư lực tha ít tệ phải so với cái việc là hàng sản mà sản phẩm thô từ phụ miễn kiệt tha bọn phải chia tha e văn phật thắng sản ta năng tham mang sang khăn chấp gì cả vào và dân ví chấp bị tật tăng ví lộ mẹ hàng sau là sự tệ bất sân bà nè tặng lại người lực đo bật phốt bật thọ bật sang hay cái đây cà prư rôm prư cổ prư prư ấy là mấy mình miên nè tặng lại thì hình trắng dương ung sa là lực côn bật phốt tử tây bật sau cái việc là hàng ấy vừa mình chơi thế nam mô phật thi dạ chân thật nam mô phật thi dạ nó miên nè ta sông phai cùng bật phốt nữa có mình chụp màu đây có mình miên thay cả làng đây tại bất sân bà thà tế bất sân bà mình nuốt cả mà hỏi miền hỏi anh cứ kêu dừng rồi vị thầy muối thá miền ca sốt bảy bà rát rồi còn miền ca sốt đâu vị chi nà muối từ tam chục nứa đại miền tăng phi bà ra nà ca mà học